Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cần một cái máy xử lý về đồ họa tương đối là nhẹ, một cái máy làm việc về như là đa tác vụ, một cái máy là dùng để mà chúng ta màn hình là Full HD với tấm nền IPS, máy là có màn hình cảm ứng ở trên đây, màn hình rất đẹp luôn các bạn, mà máy để chúng ta nhìn thấy là ngửa ra được như thế này nè, với một cái màn hình là sao các bạn, không thay đổi về hình dáng và màu sắc trên đây, đó, cực kỳ đẹp trên đây. Thì hôm nay mình sẽ review một dòng máy. Và dòng máy này là có một vị khách đang yêu cầu Nhất Vlog là review dòng máy này lên cho khách, và khách sẽ lấy. Đó chính là dòng Dell Latitude, và đây là phiên bản là E5470. Thì đối với mẫu máy này, chúng ta nhìn thấy là với màn hình là Full HD với tấm nền IPS, máy đang hỗ trợ về chip HQ. Đó, đang hỗ trợ đây là i5-6440HQ. Đó, 4 nhân 4 luồng hay gọi là 4 lõi ha, trên đây. Và đối với dòng máy này thì chúng ta sử dụng về như là xài những đồ họa thông thường, đồ họa nhẹ trên đây chúng ta sẽ đáp ứng được. Ví dụ như là Photoshop, hoặc là chúng ta có thể là dùng để là lập trình, hoặc là chúng ta có thể là dùng để là chạy những cái phần mềm coi như là nhiều tác vụ khác nhau. Thì đây là một trong mẫu máy là được coi là đẹp, chắc chắn, bền bỉ và đạt qua tiêu chuẩn của quân đội STD810G ha. Và đối với dòng máy này mình sẽ review xung quanh và chi tiết dòng máy này để mời chúng ta sẽ cùng xem. Thì đầu tiên là về máy, thiết kế của mẫu máy nè, thì các bạn nhìn thấy trên đây là thiết kế là với màu đen trên đây ha. Đây mình mở này lên review cho chúng ta. Đó, mẫu máy thiết kế là coi như là cân nặng khoảng chừng là 1,6-1,7 kg, cũng tương đối là nhẹ thôi, không quá nặng ha. Rồi, vị trí đây là vị trí về hốc tản nhiệt, gió luồn đưa ra. Đây là cổng USB 3.0. Đó, đọc nhanh gấp 10 lần so với cổng chuẩn là 2.0. Và đằng sau những cái cổng kết nối mà chúng ta nhìn thấy trên đây, ví dụ đây là cổng LAN Gigabit, đây là cổng VGA, đây là vị trí về gắn SIM 4G. Điều kiện có SIM 4G, chúng ta có cạc 4G và có SIM 4G. Đó, khe SIM 4G có hỗ trợ nữa, là ba điều kiện máy có hỗ trợ ha. HDMI xuất ra được 4K. Đây thêm đây là cổng USB nữa là 3.0. Có nghĩa là đây là một cổng, là đây là cổng nè. Đó, vị trí về sạc. Sạc đây là sạc 3. Coi như là sạc này 65W hoặc là sạc 90W đều được hết. Và vị trí thêm cổng USB nữa là chúng ta nhìn thấy qua hông đây. Có nghĩa là dòng máy này có thiết kế được tới 3 vị trí khác nhau. Đây là chiều trên là USB ha. Và USB đây cũng là USB 3.0 luôn. Vị trí về như là gắn về như là chống cầm lộn về máy, thẻ SD, rác mic 3.5. Thiết kế của máy là sẽ có bản lề kép. Thì hai vị trí bản lề này là một bên là vị trí về như là dưới cái cặp bản lề này sẽ có về LAN Gigabit, và thêm đây là chúng ta nhìn thấy là vị trí về rác sạc. Thì đối với bản lề này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta mở ra nè. Đó, rất là chắc chắn trên đây. Có thể mở ra 180 độ như thế này. Thấy chưa? Và màn hình được coi là rất đẹp luôn các bạn. Và dòng máy này thì các bạn nhìn thấy trên đây, thiết kế về phía đằng sau. Đằng sau thì có 4 cái cao su chống chân trượt về máy. Vị trí về hốc hút gió nè, thổi qua bên hông nè. Dell Latitude, và đây là phiên bản là 5470 trên đây. Và đối với dòng máy này thì các bạn nhìn thấy trên đây là đang hỗ trợ về ổ cứng M2 SATA. Và đây là mình đang có gắn là NVMe khách yêu cầu ha. Rồi, thêm đây nữa, các bạn nhìn thấy trên đây. Về máy, về bàn phím, hình dáng của máy đây. Máy được thiết kế cũng khá là đẹp luôn các bạn. Về phím nè, tất cả các phím ở đây chúng ta nhìn thấy là sao các bạn? Đó, có phím được nè, thấy chưa? Đó, cho phép chúng ta làm việc về ban đêm có led trên đây. Những cái phím này chúng ta gõ cũng khá là sướng, tại vì độ nhô, độ gõ của phím này cũng coi như là vừa đủ nha các bạn. Và tất cả cái khoảng cách về phím ở đây chúng ta, khi chúng ta làm việc chúng ta không bị dính sát nhau, gây ra hiện tượng khó chịu. Đó, tất cả như là phím lên, phím xuống nè, cũng tất cả phím là coi như là khá là to, khá là lớn. Đó, full, gần như là full size, coi như là thiếu về bàn phím số trên đây ha. Rồi, touchpad của máy đây. Đây là vị trí về máy này cũng có vân tay ha. Vân tay thì này có tùy theo dòng máy, có máy mình có máy không, mình không quan tâm với đó nhiều. Đó, rồi, tiếp tục nữa các bạn nhìn thấy trên đây về màn hình. Màn hình là chúng ta để qua gần góc lộ nè, thấy đẹp không các bạn? Đó, cực kỳ đẹp ha. Và webcam, mic và webcam đây. Thì trên webcam này các bạn nhìn thấy trên đây có thể là cho phép chúng ta học về online, chúng ta làm việc về online trên đây.
Và đối với máy này thì có về cảm ứng được. Đây mình review về cảm ứng để mời chúng ta xem. Anh em chúng ta sẽ cùng xem. Thì về màn hình cảm ứng nè, các bạn nhấp vào đây nè, các bạn nhấp bên phải nè, display nè. Thì màn hình này rất là nhạy luôn. Màn hình được coi là màn hình là Full HD với tấm nền IPS 1920x1080. Rất là đẹp luôn. Những ai cần về làm về hình ảnh, chúng ta cần chỉnh sửa hình ảnh thì chắc chắn đây là một trong những mẫu máy là coi như là rất là tuyệt vời đối với chúng ta. Và cấu hình của máy như sau. Cấu hình của máy thì bây giờ mình sẽ review trên đây là Core i5-6440HQ trên đây ha. Đó. Thì các bạn xin ở trên đây là i5-6440HQ. RAM ở đây nó sẽ có về RAM là RAM 8GB. Có thể gắn được tối đa trên đây là 32GB nha các bạn, nâng cấp tối đa nha. Trên đây. Ổ cứng. Ổ cứng đây là ổ cứng là 256GB. Đó, M2 SATA. Wi-Fi. GPU HD Graphics 530 trên đây. Thấy chưa? 530 ha. Thì trên về mẫu máy này là mình đang review cho một vị khách. Và vị khách đang là có chuyển cho Nhất Vlog đây, chuyển cọc nè, thấy không? Và hiện tại là khách yêu cầu là gửi về cho Thanh Hóa. Thấy chưa? Về cho khách. Và khách đây là chính là bạn Mai Tiến Dũng ha, ở Thanh Hóa. Đó, bạn có đang ở thôn 4 là Liên Lộc, Hậu Lộc và Thanh Hóa. Bạn cứ yêu cầu là review dòng máy này lên, gửi về cho bạn. Trên đây, thì sẵn hôm nay là mình cũng review và mình cũng làm clip, mình quay và gửi về cho khách để mời khách sẽ cùng xem. Và đây là chúng ta nhìn thấy là những cái cổng kết nối, đây là mình kết nối về USB nè. Mình test thử coi nó sẽ nhận được hay không ha. Tại vì các cổng kết nối nằm xa nhau như thế này thì dành cho những cái bản USB mà to chúng ta gắn mà sẽ khó khăn. Thì đây là chúng ta gắn vô nó sẽ nhận được trên đây là rất là thoải mái ha. Đây, bây giờ mình sẽ mở máy lên để chúng ta xem về cái cổng USB nè, nhận được hay không. Bây giờ mình sẽ gắn những cái cổng USB để kết nối vào, chúng ta xem đây là USB màu trắng nè. Mình kết nối gắn là sau trước ha. Nhận được không các bạn? Thì đấy, đây, nhận được nha. Đây là USB chuẩn 3.0 nè. Đó, mình sẽ kết nối qua bên hông đây. Để mời chúng ta xem khả năng nhận được không? Nhận được. Và bên đây là sẽ là USB nè. Thì đây là đó. Có nghĩa là USB chúng ta sẽ nhìn thấy và nhận được trên đây hết rồi. Mình sẽ rút ra nè. Tắt nè. Đánh nè. Đánh nè. Đó. Thì đối với dòng máy này thì các bạn nhìn thấy chúng ta về gần như là chúng ta làm việc có chúng ta cần về học về online. Đó, thì chắc chắn các bạn sẽ có cần như là test phím chẳng hạn đi. Ví dụ đây là mình vô trong gì đây? Test về internet trước ha, Nhất Vlog. Đó. Cảm ứng nè, rất là tiện luôn. Bây giờ mình thử vô trong một cái clip vậy của Nhất Vlog được các bạn. Thấy chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy trên đây mình sẽ mở loa lên để mời chúng ta xem là trên cái loa nè. Vâng thưa các bạn, trên trước mặt chúng ta đây là một cái dòng máy mà được coi là khá là mỏng. Thấy chưa? Nhẹ. Và được loa cũng khá là lớn ha. Rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test về gì đây? Test về keyboard. Test về bàn phím. Đây bàn phím đây. Thì những bàn phím mà chúng ta nhìn thấy trên đây là phím ảo. Thì lúc này chúng ta sẽ tự test nè. Coi nhận được hay không? À, chữ U là phím 7 nè. U nè, ok ha. Đó. Thì Atlas nè, phím bay nè. Atlas nè, đó. Phím và nè. Chuột lại lên xuống nè, qua lại nè. Chuột trái nè, chuột phải nè. Đó, phím khá là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình sẽ test về đây. Test về mic. Test mic thì chúng ta kiểm tra micro. Và chúng ta sẽ có về test cam. Test cam là hay gọi là test camera. Đó. Webcam test. Test webcam cho phép micro kiểm tra. Và chúng ta cũng cho phép luôn. Alo, alo, alo. Đây. Các bạn nhìn thấy trên đây chưa? Có nghĩa là đây là trên mic là đang thu âm rất là tốt luôn các bạn. Rồi webcam. Webcam đây là Nhất Vlog được các bạn. Thì Nhất Vlog xin kính chào các bạn đã quan tâm và ủng hộ Nhất Vlog trong suốt thời gian qua ha. Đây. Đó. À, xin chào các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đây là chúng ta sẽ có về như là mọi chức năng về màn hình, hình dáng trên đây cũng khá là tốt thôi. Bây giờ sẵn đây là mình test về màn hình để mời chúng ta sẽ cùng xem. Anh em chúng ta sẽ cùng xem trên đây ha. Màn hình. Thì để mà test được màn hình thì các bạn sẽ có về như là cắm vào, mình sẽ có một phần mềm test trên đây. Cắm vào USB. Rồi data mở lên chương trình. Thì trên đây mình sẽ có một cái phần mềm test màn hình nè.
Đây, LCD test. Thì lúc này các bạn nhìn thấy như là test về màn hình đây. Màu đồng nhất với nhau là màn hình màu tốt nha các bạn. Đó. Màu đen, màu đỏ, thấy không? Khá là tốt trên đây. Màu xanh, xanh dương, vàng, cam. Đầy đủ hết nha. Có nghĩa là trên clip này mình cũng review về dòng máy nè, coi như là một trong những dòng máy đạt qua tiêu chuẩn của quân đội. Và đối dòng máy này đang hỗ trợ về chip HQ i5-6440HQ, dành cho khi chúng ta xử lý về như là những đồ họa mà nhẹ thông thường. Đó, chạy về đa nhịp, chúng ta dùng để xử lý về như là Photoshop. Thì đây là một trong những mẫu máy mà chúng ta có thể đáp ứng được công việc chúng ta. Rồi, clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dell Latitude 5470 ha. Địa chỉ của mình là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Thì đây là một dòng máy mình đang ship đi tới Thanh Hóa nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.